Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phóng sự do Sông Tiền và Destiny thực hiện, lễ ra trường tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ West Point, nơi đào tạo ra những công dân hoàn hảo nhất cho đất nước Mỹ và thậm chí là cho cả thế giới. Và năm nay, có 5 tân sĩ quan người Mỹ gốc Việt ra trường tại West Point. Sông Tiền xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình VATV. Hôm nay ngày 25 tháng 5 năm 2019, chúng tôi hiện đang có mặt tại trường võ bị West Point, thành phố New York để gửi đến quý khán thính giả những hình ảnh về lễ ra trường của các tân sinh viên sĩ quan của trường võ bị quốc gia West Point. Xin kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi buổi phóng sự ngắn của chúng tôi. Ladies and gentlemen, please welcome the United States Military Academy class of 2019. Lễ tốt nghiệp của các tân sĩ quan võ bị West Point niên khóa 2019 có rất nhiều điểm đặc biệt và phong phú. Có 985 sinh viên được tốt nghiệp ra trường với cấp bậc thiếu úy trong số 1.214 sinh viên được nhận vào trường. Lần đầu tiên, trường có tới 34 nữ sinh viên gốc Phi Châu tốt nghiệp trong tổng số 223 nữ sinh viên của trường. 88 sinh viên gốc Latino, 110 sinh viên gốc Phi Châu và 5 sinh viên người Mỹ gốc Việt tốt nghiệp ra trường. Một trong 5 tân sĩ quan người Mỹ gốc Việt Nam có một em tốt nghiệp với hạng danh dự. Chúng tôi nhận thấy trong số các khách mời danh dự và phát biểu có Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence, Trung tướng Tổng giám đốc Học viện Quân sự Hoa Kỳ Darrell Williams, Thiếu tướng Chỉ huy trưởng Học viện West Point Steve Gilland, Trung tướng trưởng khoa võ bị Cindy Jeff. Trong dịp này, cũng là kỷ niệm 50 năm của niên khóa 1969 và hiện diện trong buổi lễ là các cựu khóa sinh, dẫn đầu là Đại tướng William Wallace, Thiếu tướng Jay Ong Jr. Đặc biệt, còn có sự hiện diện của Trưởng tướng Flora Lập Thể bay về từ Phi Châu và Đại tá Hải quân Mimi Phan là niềm hãnh diện rất lớn cho tập thể người Mỹ gốc Việt tại buổi lễ tốt nghiệp của các tân sĩ quan võ bị West Point. Lễ chào cờ được diễn ra rất trang nghiêm và trân trọng. Nghi thức cầu nguyện được thực hiện bởi Đại tá Tiên quý Matthew Balikowski. Tiếp theo đó, Trung tướng Tổng giám đốc Học viện Quân sự Hoa Kỳ Darrell Williams tuyên bố khai mạc buổi lễ tốt nghiệp của các tân sĩ quan võ bị West Point. Vice President, Congressman Meadows, Mr. Secretary, Mr. Undersecretary, General Milley, distinguished guests, staff and faculty, family and friends, ladies and gentlemen. And most importantly, the 985 members of the outstanding class of 2019. Good morning and welcome to West Point. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence trong bài nói chuyện của mình đã ngỏ lời chúc mừng đến gia đình và các tân sĩ quan võ bị. Ông cũng không quên nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như những nhiệm vụ gian khó mà các tân sĩ quan của niên khóa 2019 sẽ phải đối đầu trong thời gian sắp tới. Congratulations. You made it. And I know in the years ahead, you will do your part to ensure for ourselves and our posterity that freedom will reign. God bless you and protect us. Congratulations.
God bless the United States Academy, our Army, our Commander-in-Chief, and God bless America. Amen. Class, read. Cover. Class of 2019, dismissed. Tôi đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu. Tôi muốn chia sẻ nỗi vui mừng này với bạn bè đồng khóa. Chúng tôi đã thức dậy từ rất sớm và không gì hạnh phúc bằng khi tung lóng lên trời và nói với nhau rằng chúng ta đã tốt nghiệp. Tôi sẽ phục vụ trong ngành buôn báo. Mùa hè này tôi sẽ được điều động sang Đức Quốc. Với những bạn trẻ muốn tham gia West Point hay những học viện quân sự khác, chúng ta cần chọn sự hy sinh, vượt qua bản thân mình để trở thành những người lãnh đạo thành công. He is therefore promoted in the United States Army to the rank of second lieutenant, effective 25 May 2019, by order of the Secretary of the Army, signed Mark T. Esper. Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin được chúc mừng năm tân sĩ quan người Mỹ gốc Việt đã được chính thức thành tân sĩ quan tại trường giáo bị quốc gia. Mến chúc các em nhiều sức khỏe, thành công và trở thành những nhà lãnh đạo ưu tú cho quốc gia Hoa Kỳ. Từ Học viện West Point, New York, xin tình kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình VATV. Kính thưa quý vị, VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị đón xem VATV vào thứ Bảy và Chủ nhật mỗi tuần lúc 11 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về vatvnews@gmail.com. Kính chúc quý vị một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Minh Thúy xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.